chiên nước mắm. Trời ơi. Trời ơi, nó vàng. Tương ớt nè. Wow, ngon quá. Ớt dai lắm nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người ha. Chúc tất cả mọi người có một buổi sáng vui vẻ nè. Một ngày trời thuận lợi bình an ha. Hôm nay thằng em của mình nó mua được một ít ít đồng á. Hôm nay mình sẽ review cái món ớt chiên nước mắm ha. Có ít xào nữa. Bây giờ mời bà con vô bếp cùng mình ha. Đây, nguyên liệu hôm nay mình làm món ớt chiên nước mắm ha. Ở đây mình có 5 con ớt nè, con nào cũng nói no, nó đào bó lửa luôn nè. Bây giờ mình sẽ chiên nước mắm 3 con, xào 2 con ha. Đủ quá. Này, ớt đồng, nó đang thủi, đang thủi luôn. Quay qua bên đây. Mình ăn rau ăn kèm ha, rau ăn kèm ớt chiên nước mắm ha. Đây là mình xào là ở đây là có nửa trái khóm nè, một củ hành tây ha, ngò gí rau thơm gì đó, với mình ăn kèm với lại mì xào ha. Trời, đi vô bếp thôi. Sau khi mình làm ớt sạch sẽ rồi ha, bây giờ mình ướp gia vị vô làm ớt chiên nước mắm ha. Ở đây mình có một ít nước mắm nè, nướng lên con ớt ha. Ở đây mình có làm một ít đường nè, một ít ngũ vị hương nè, một ít tỏi băm ha, một xíu bột ngọt nè. Giờ mình cho hết gia vị này vô con ớt luôn ha. Rồi mình cho vô đây một xíu nước tương nữa ha. Rồi để đây một lát cho nó ngấm gia vị rồi mình chiên ha. Rồi bắt cái chảo dầu nóng lên ha. Ở đây là cái đầu hành á, cái hành lá mình phi lên ha, không có phi tỏi ha. Ôi trời, thơm quá. Bao tử ớt ha, cho vô luôn nè. Ớt ha, cho vô xào luôn ha. Rồi thôi đây miếng một xíu nước tương ha. Rồi bắt lên đây một chảo dầu ha, chiên ớt nước mắm ha. Ba đứa nó nằm nè. Vô giang không. Rồi cái chảo ớt xào nó cũng đã vàng rồi ha. Bây giờ cho khóm vô ha. Xào nó lên. Đi khóm nó ra nước, không có cần đổ nước. Hành lá nè, ủ lộn hành củ. Hành lá nè, ủ lộn hành củ. Rồi cái này ớt nó cũng chín rồi ha, cho nên vô đây một xíu nước mắm nha. Xíu nước mắm nè, đường nè, rồi bột ngọt nha.
rồi đảo đều lên ha. Rồi hành với ngò ha, cho vô luôn ha. Dễ chưa? Ok. Rồi xong rồi ha, cho ớt xào lên dĩa ha. Rồi trời, ngon quá vậy. Dẫn hết, dẫn hết, dẫn. Thơm quá. Mấy món này mới cay nhậu khoái lắm. Wow, trời ơi nó ngon. Wow, trời ơi cái đĩa nó ngon. Rồi ha, nếu mà đổ nước ớt xào vô thì không có bỏ bọc muối nha, bỏ muối vô mặn nha. Mì trộn nước xào ha, bỏ vô. Ôi trời. Ngon. Các bạn ơi, cái món ớt chiên nước mắm của mình đã chín rồi he. Bây giờ ăn thôi nha. Trời ơi, nhìn tướng nằm nè. Ngon. Vàng. Ăn thôi he. À, ở đây mình có nè, mì trộn he. Ăn với tương ớt với lại súp bayonne. Còn cái này là ớt xào khóm, củ hành. Ăn thôi. Mì ha. Quá đi thời. Mời các bạn nha. Ăn cùng mình ha. Ngon quá. Wow. Trộn vô nước xào nó béo. Béo vô cùng luôn á. Bao tử ớt nè. Bao tử ớt. Ớt này em mình làm ha. Lấy luôn bao tử luôn. Ngon á. Nó vừa không? Vừa không? Mấy tay nhậu rồi, biết làm mà nhậu ha. Lấy luôn bao tử nó ngon, giòn vô cùng. Ngon quá. Ngon. Ớt hả? Ớt hả? Ớt chiên nước mắm. Trời ơi. Trời ơi, nó vàng. Cái đùi ha. Mời các bạn nha. Ăn ớt chiên nước mắm với mình nha. Chấm nè. Thớp bayonne nè. Tương ớt nè. Wow, ngon quá. Ớt dài lắm nha. Ngon lắm. Ớt vừa ăn ngon. Ớt nó xong rồi á, mình để nó một lát nó ngấm gia vị vô da. Ngon. Miền Tây mình á, ăn ớt này nè là để nguyên da nha, chứ không bỏ da nó nha.
À, cái da mà con sơ chế nó sạch nè. Ừ. Mình mặn xong rồi, mình chà nước muối lên da nó rồi ha. Không mà mình trụng lại nước sôi nữa. Cái mình xả nước ra, mình lấy nước á, mình vừa xả trên dồi xuống á, lấy da mình cạo nó, cạo cho nó hết ra ra nhất. Thì cái da sạch trơn à. Ăn luôn cái da đó nó mới ngon nha. Nó lột luôn cái da ớt ra rồi thì chiên nó đâu có giòn nữa, đâu có ngon nữa. Sao đã. Bún nay ngồi còn hiu à, không biết làm món gì. Năm thằng em đi đâu về, sách về trong bịch ớt. Ta nói sung sướng gì đâu. Nãy giờ để liền ở chiên nước mắm, trời ơi thứ gì chịu nói. Ở trên đây à, không có lá cách ha, có lá cách mình làm cái món à, ớt lá cách á, trời cũng ngon lắm á. Giòn. Ngon. Quá sạch đã. Bao tử. Ăn giòn vô cùng. Mấy giờ ăn đũa lịch sự hay giờ bóc luôn. Mày gấp. Mày bóc ta chửi chết luôn. Nãy họ bóc nữa vậy. Ngon. Đã quá. Thật không ơi. Đã. Trời đất à. Ngon. Ngon. Quá sạch đã luôn. Ít là bự quá. Không nhai được xương. Xương cứng à. Nào xương.
Mà các bạn không nuốt nha. Tiếp tục ha. Ngon quá. Ô trời ngon quá. Khóm nè. Củ hành nè. Ơ đường ớt đâu ạ? U chà cái đường ớt ha. Chấm ha. À, ngon. Ngon quá. Ngon. Quá trời. Ngon quá. Ngon. Ngon. Quá. Quá. Quá ta. Quá. Quá. Ngon quá. Thật nhiều nha. Ớt thật nhiều nha. Ngon. Ngon. Ớt xào à. Mềm không? Wow, trời ngon quá. Dạ, ngon. Hai bả vàng khỏe luôn. Cái đùi của bả mập à. Ngon quá. Dứt. Dứt nhưng còn thật luôn, còn mới ra luôn à. Thật nhiều ghê, ớt thật nhiều ghê. Ngon quá.
ngon. Lâu lâu làm nó ngon ghê lắm. No. Quá. Hát đi mày no. Mì trộn với nước xào. Nó thơm. Nó ngọt ngọt. Nó bùi bùi. Nó ngon. Nó nào khó tả. Ngon khó tả. Ăn hát đi mì luôn. Dạ dài đã ra không ra. Nào à. Ngon. Nào quá. Nào. Trời cái mỏ. Cái mỏ. Cái mỏ hết nó cái mỏ. Wow, trời. Nào quá. Wow, trời. Ăn nổi. Nào quá. Ba các bạn nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, cho mình một like, một share, một đăng ký kênh nha. Bye bye.